Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một cái cách thức kết nối chơi nhạc với các cái thiết bị loa đến từ Davioled Phantom. Đó là một cái thiết bị mà nó chỉ nặng vẻn vẹn có 400g và nó nằm trong cái hộp này, và chúng ta sẽ cùng khám phá về nó nhé. Thiết bị này có tên là Davioled Ash, nó được sản xuất tại Pháp với cái màu trắng đặc trưng của những cái dòng sản phẩm loa Phantom. Ở đây thì có một cái nút để reset kết nối, còn lại thì tất cả nó nằm ở phía đằng sau. Đằng sau thì đây là dây nguồn này, và ở đây có một cái dây kết nối mạng LAN này. Tuy nhiên là cái máy này nó cũng vào được mạng Wi-Fi, và nó sẽ có một cái cặp đường kết nối dạng jack cắm bông sen. Cái hay là cái thiết bị này nó có 3 tác dụng ở trong một cái thân máy. Đó là các bạn có thể kết nối một chiếc mâm đĩa than để sử dụng cái đường này là cái đường phono này, hoặc là có thể sử dụng một cái đầu đĩa CD để kết nối vào đây để nghe nhạc CD. Và còn có thể sử dụng cái chiếc máy này như là một cái bộ giải mã, tín hiệu giải mã lên tới là 24 bit 96 kHz. Tức là nó có 3 tác dụng trong một. Và khi mà chúng ta muốn chuyển các cái kết nối thì chúng ta sẽ vào trong cái app của Davioled để chuyển đổi. Như vậy là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kết nối được những cái thiết bị khác và có thể phát được tín hiệu không dây ra loa. Chính vì vậy mà cái phạm vi hoạt động của nó rất là rộng, chỉ cần mạng của chúng ta phủ đến đâu là nó có thể hoạt động đến đó. Như vậy là cái thiết bị này nó có thể ở cách xa loa, nó không cần thiết phải ở bên cạnh loa, và nó sẽ phát một cái tín hiệu sóng với cái chất lượng cao để nó truyền dẫn đến loa, cho nên là âm thanh nghe được nó sẽ rất là hay. Và ngoài ra là theo như thông tin của hãng thì chúng ta có thể sử dụng được tối đa lên tới là 4 cái thiết bị Davioled Ash này để có thể cùng một lúc kết nối được rất là nhiều cái máy khác nhau vào đây. Nhưng mà tuy nhiên thì có lẽ là một thiết bị này cũng đã là đủ để cho chúng ta có thể kết nối thêm rồi. Và ở đằng sau những cái loa Phantom này thì nó chỉ có cái đường quang thôi. Chính vì vậy mà khi mà các bạn muốn sử dụng những cái thiết bị kiểu truyền thống như là đầu đĩa CD hay là những cái mâm đĩa than, thì việc có một chiếc Davioled Ash này nó rất là tiện lợi. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái giao diện điều khiển của hãng Davioled. Cái phần mềm này của chúng ta thì đương nhiên nó sẽ hỗ trợ tất cả những cái loa của Phantom Davioled, Phantom 1 này, Phantom 1 Gold này, hay là Phantom 98, 95 decibel để hỗ trợ. Khi chúng ta kết nối cái phụ kiện Ash này vào và chúng ta kết nối nó vào cùng một mạng thì nó sẽ hiện lên ở trong cái phần phụ kiện của tôi. Và khi chúng ta ấn vào đây thì chúng ta có thể cấu hình được nó. Ở đây thì chúng ta có thể chọn khi bật cái đường phono lên này, thì lúc này chúng ta kết nối mâm đĩa than vào đây thì nó sẽ nhận. Chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ nhạy này. Đấy, độ nhạy tiêu chuẩn thì họ sẽ để ở giữa. Ngoài ra thì cái chữ hàng ở đây có nghĩa là cái đường line in ấy. Khi chúng ta kết nối một cái đầu đĩa CD vào thì chúng ta sẽ bật cái hàng này là on lên. Rồi, ngoài ra là ở đây là có hai đường kỹ thuật số, trái và phải. Như vậy là chúng ta cùng một lúc có thể kết nối được hai cái thiết bị như kiểu là qua đường coaxial ấy, thì chúng ta sẽ có thể cùng một lúc là sử dụng và chuyển đổi. Đây, chúng ta có thể kết nối hai thiết bị và chuyển đổi đường trái và đường phải rất là tiện lợi. Rồi ngoài ra thì ở đây chúng ta có thể kiểm soát được cái độ trễ này để cải thiện ổn định của thiết lập âm thanh và cái kết nối đa phòng. Cái này sẽ rất là tác dụng khi mà chúng ta muốn có một cái âm thanh nó đồng bộ cao hơn, hoặc là chúng ta xuất cái tín hiệu từ những cái chiếc máy khác qua, ví dụ như chiếc đầu đĩa DVD chẳng hạn, mà muốn chạy qua cái đường line và không muốn nó bị trễ cái hình với tiếng thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây. Đấy, và còn những cái thiết lập như là chúng ta sử dụng cái đường Wi-Fi hay là để tự động này. Đấy, và âm thanh output ra thì rất là hay. Rồi, tất cả là có vậy thôi. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm âm thanh đến từ cái thiết bị là mâm đĩa than và đầu đĩa CD với loa Phantom Gold. Em đang ôm đàn, dịu muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm du ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trắng vờn làn sóng, yêu ai ấy nắn cung đàn đầy vơi, đôi mắt xa xôi. Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyện, đẹp bao ước mơ. Anh như lầu ván, em như ánh trăng, gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến, tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ
kiếp trước. Nhớ em mấy thuở ban đầu, anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn. Em để cung đàn đưa anh về đâu, dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhiêu nhung. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Tôi tưởng về còn trông thấy anh, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ trôi chiêm bao, cho tôi khóc rung đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, tôi về đây thành phố mưa đầy. Mưa đầu mùa để ta nhớ nhau, bao kỷ niệm thuở xưa chợt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay anh không đến đây đưa tôi về trong gió heo mây. Sản phẩm Devialet Ash đang có tại Thiên Hào Audio sẵn hàng. Xin mời quý vị và các bạn qua trực tiếp để có thể trải nghiệm về cái cách thức kết nối cũng như là cách sử dụng phần mềm ra sao. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.